Hôm nay tiếp tục thăm bãi chuột nha. Cá đầu tiên dính này, dính này được được. Rồi tới chỗ sẽ quay tiếp cho mọi người coi cá tiếp theo nha. Dính này, dính này mai. Ai. Má chuột cơm cho bá luôn nè. Cơm cho bá luôn. Quấy nữa nè. Có đem nặng thùng hay đâu. Rồi tới chỗ sẽ quay tiếp nha. Tục cá thứ ba nha. Ở đâu rồi? Mất tiêu rồi đó. Phải ở đây không? Có rồi, đi kiếm bẫy cái mọi người ơi. Đứt cục. Cái tiếp theo nha, cái nãy mất tiêu rồi.